Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị được cử hành trọng thể. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng truyền tới quý vị những hình ảnh được truyền hình trực tiếp lễ truy điệu tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Đã đến giờ tổ chức lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các cơ quan, đoàn thể và gia đình ổn định vị trí trong nhà tang lễ. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các cơ quan, đoàn thể đứng bên phải, tang quyến đứng bên trái nhà tang lễ theo hướng từ cửa nhìn vào. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức lễ tang, điều hành lễ truy điệu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quốc tế. Thưa gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa đồng bào, đồng chí. Những ngày qua, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200 đoàn, 200.000 đồng bào, đồng chí đã đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và gần 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang truy cập gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử. Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng, gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, vào thời khắc linh thiêng này, chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu. Thank you.
Trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban lễ tang lên đọc lời điếu. Thưa đồng bào, chiến sĩ, đồng chí cả nước và các bạn bè quốc tế, thưa gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình, dòng tộc, quê hương đông hội mất đi người con ưu tú. Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư, tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ, uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của Đảng, đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về vai trò của Đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào Cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Với tầm nhìn chiến lược về tình hình quốc tế trong thế giới đương đại, với những nỗ lực không ngừng góp phần duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, đồng chí đã mở ra chương trình mới trong quan hệ giữa nước ta với các đối tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, tăng cường sự đóng góp của Việt Nam bằng nhiều cam kết, hành động thiết thực, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước ta tiến lên mạnh mẽ. Mãnh liệt truyền cảm hứng, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, bằng ý chí quyết tâm mạnh mẽ, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ Cộng sản hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân với tâm niệm danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ về bản chất của Đảng, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, đồng chí đã cùng Ban chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả,
làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh trí tuệ để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, lần đầu tiên Đảng ta đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí luôn trăn trở, đau đáu với vấn đề xây dựng cơ quan lập pháp thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, thực sự dân chủ và đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và phát triển mạnh mẽ đất nước. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Nhà văn hóa lớn Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết và có cống hiến đặc biệt quan trọng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, sau hơn 70 năm, Đảng ta đã tổ chức hội nghị toàn quốc về văn hóa, mốc son gắn kết tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với nhãn quan chính trị sâu sắc, nhạy bén, đồng chí đã nâng tầm tư duy chiến lược, tạo bước phát triển mới cho nền quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việt Nam. Đó là tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, tinh gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh. Quân đội, công an đoàn kết gắn bó như hai cánh của một con chim, như thanh kiếm và lá chắn, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, phát huy vai trò tiên phong của nền ngoại giao toàn diện, hình thành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghệ thuật ngoại giao thời đại mới mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam trên cơ sở cốt cách con người Việt Nam dĩ bất biến, ứng vạn biến, hòa hiếu, lấy trí nhân thay cường bạo. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trên trường quốc tế, không ngừng hội nhập sâu rộng, toàn diện vào nền chính trị quốc tế, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và không ngừng củng cố đại đoàn kết, thống nhất, trước hết là đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong sáng. Đồng chí luôn quyết tâm, hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách hợp lòng dân, kiên định lập trường, quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Nhà Cộng sản chân chính, chí tình, chí nghĩa luôn tâm niệm và yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Trọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước cũng như trở ngại khó khăn, mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân, khẳng định một nhân cách lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, liêm khiết, chân thành, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, sâu sát, quyết liệt, nhất quán giữa nói và làm, tôn trọng và yêu thương con người, rất đỗi gần gũi với nhân dân, thật sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài kính trọng, tin tưởng và tự hào, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Chúng ta thành kính, tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô cùng to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ghi nhận những công lao, cống hiến
đặc biệt xuất sắc của đồng chí, Đảng, Nhà nước ta đã trân trọng trao tặng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Kính thưa anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế vô cùng thương tiếc tiễn đưa đồng chí về cõi vĩnh hằng, về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, trong sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trong tình cảm của bạn bè quốc tế. Vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá, nhân cách của Đảng, hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện nguyện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn: nếu là người, hãy là người cộng sản. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn: đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng một thế giới tiến bộ, văn minh và đạo đức. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí đã trọn đời ấp ủ, phấn đấu, hy sinh. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta thành tâm gửi đến gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của chúng ta. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào, đồng chí, các vị khách quốc tế và gia đình phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng kính mời đại diện gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên phát biểu. Thay mặt mẹ cháu, chị cháu và gia đình, xin kính thưa các bác, các chú, các cô, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể trung ương, địa phương và các quý vị đại biểu, bạn bè quốc tế, kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa và đồng bào ta trong ngoài nước. Bố chúng cháu, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng,
nhà nước, tập thể giáo sư, y bác sĩ đầu ngành và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa. Nhưng do tuổi cao, bệnh nặng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Bố chúng cháu không còn nữa, mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là mẹ cháu. Từ khi bố chúng cháu lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Mẹ cháu và toàn thể gia đình xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất. Tại thời khắc này, một lần nữa, cháu xin gửi lời cảm ơn tới các bác, các cô, các chú lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan đoàn thể trung ương, địa phương, các quý vị đại biểu, các ông bà, các bác, các cô chú anh chị em, đồng bào ta và bạn bè quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa bố chúng cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình xin chân thành cảm ơn các cơ quan đoàn thể trung ương, địa phương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Nhà tang lễ quốc gia đã chuẩn bị chu đáo trong những ngày tang lễ, các cơ quan thông tấn báo chí đã đưa tin kịp thời về lễ tang. Trong quá trình tổ chức tang lễ, chắc chắn không tránh khỏi sơ suất và gây ra phiền hà cho bà con, gia đình xin được lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến đây kết thúc. Kính mời đại diện gia đình, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế và các đồng chí dự lễ truy điệu đứng về hai bên phòng tang lễ theo hướng dẫn của ban tổ chức, đại đội công tác làm nhiệm vụ. Trân trọng kính mời đồng chí đoàn trưởng đoàn nghi lễ quân đội điều hành lễ di quan. Lễ di quan đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu. Kính mời các đồng chí cán bộ túc trực về vị trí. Rút túc trực. Lực lượng chuyển hoa, di chuyển bàn thờ vào vị trí. Lực lượng bê ảnh, gối huân chương, quân cờ vào vị trí. Thank you.
Thank you.
Kính thưa quý vị, đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang rời khỏi nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, hướng về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi theo các tuyến đường dự kiến là đường Trần Thái Tông, quảng trường Cách mạng tháng 8, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường gom đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu rồi đến nghĩa trang Mai Dịch. Hiện hai bên các đoạn đường mà đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua đã có rất đông người dân đến chờ tiễn biệt vị lãnh đạo mà chúng ta tôn kính. Thank you.
Đoàn xe nghi lễ đưa di hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện đang đi qua Nhà hát lớn Hà Nội, một công trình văn hóa biểu tượng của thủ đô nghìn năm văn hiến. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc cách đây 3 năm, người đứng đầu Đảng ta đã khẳng định, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Hiện linh xa chở linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đi qua khu vực Hồ Gươm, trái tim của thủ đô Hà Nội. Là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và có thời gian là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gắn bó sâu sắc và luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Đó là những tình cảm gần gũi và thân thương. Tại khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ chân tình. Yêu cầu đặt ra với Hà Nội không thể như các địa phương khác mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Vì Hà Nội là thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí thiêng, khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tới phố Cửa Nam. Ở tuyến đường này cũng như trên khắp các tuyến đường mà đoàn xe đưa di hài Tổng Bí thư đi qua, rất đông người dân đã tập trung từ sáng sớm để chờ tiễn biệt một vị lãnh đạo luôn gần dân, trọng dân, lấy dân làm trung tâm, lợi ích và cuộc sống ấm no hạnh phúc của người dân làm tôn chỉ trong mọi suy nghĩ, quyết sách và hành động. Tất cả vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân.
Đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang di chuyển trên đường Trần Phú, con đường mang tên đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, một người con ưu tú của dân tộc. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tinh thần hy sinh bất khuất, phẩm chất cách mạng cao quý, khát vọng cao cả và niềm tin không gì lay chuyển của đồng chí Trần Phú. Vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng đã mãi mãi cổ vũ các thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là một tấm gương sáng ngời, người đã giương cao ngọn cờ tiếp nối sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta. Thưa quý vị, và lúc này, trên nhiều tuyến phố, trong đó có đường Kim Mã, người dân tập trung hai bên từ rất sớm để chờ đợi được tiễn biệt vị lãnh đạo mà họ kính trọng, yêu mến. Nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ lòng thành kính. Biết ơn ông đã hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, luôn gần dân, sát dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu.
Đây là những hình ảnh đoàn xe nghi lễ trên đường Kim Mã, Hà Nội, được trích từ camera VOV giao thông. Rất nhiều người dân ở hai bên đường chờ đợi tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Về tư tưởng trọng dân, xuyên suốt trong tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là nhân dân. Là con người là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Xây dựng con người, lấy nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Đảng phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trọng đang di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng ra phố Trần Duy Hưng về phía nghĩa trang Mai Dịch. Đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những con đường đẹp nhất của thủ đô Hà Nội, mang tên vị đại tướng đã có nhiều cống hiến đặc biệt quan trọng. Trong những quyết định có tính chất bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là nhà chiến lược quân sự tài năng, nhà lãnh đạo xuất sắc trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đến nay đã có tổng số 93 quốc gia vùng lãnh thổ, có 19 tổ chức diễn đàn quốc tế với 338 thư, điện, thông điệp chia buồn, trong đó có gần 100 kênh đảng, 124 kênh nhà nước và gần 120 kênh nhân dân. Và tính đến nay đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan đoàn thể ở trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức,
chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200.000 đồng bào, đồng chí đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và gần 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã truy cập gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử.
trong lễ viếng những ngày qua, hàng triệu trái tim trên cả nước đã cùng hướng về một trái tim, một nhân cách lớn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những người dân bình thường, giản dị đã chia sẻ rằng giữa một biển người chờ đợi được vào viếng Tổng Bí thư, họ nhìn thấy tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Rất nhiều câu chuyện đã được chia sẻ về tinh thần đoàn kết ấy. Đó là những người dân xung quanh khu vực nhà tang lễ nhận trông xe miễn phí để đồng bào được vào viếng Tổng Bí thư. Đó là những chai nước, những chiếc bánh mì hỗ trợ người dân xếp hàng vào chờ viếng. Đó là người lái xe công nghệ sẵn sàng chờ miễn phí cho người dân ở các tỉnh xa về viếng. Kính thưa quý vị, và đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiến về nghĩa trang Mai Dịch. Và tại lễ viếng sáng ngày hôm qua, nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, để tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương đã đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, đã viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chia buồn cùng gia quyến, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động ghi sổ tang. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chia buồn cùng gia quyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động ghi sổ tang. Trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời đại mới. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến. 80 năm tuổi đời, gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân trong cả nước, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc, không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Kính thưa quý vị có thể thấy là vừa rồi thì hàng nghìn người dân thủ đô và nhiều địa phương đã đứng trên các tuyến đường hướng về nghĩa trang Mai Dịch để có thể vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Kính thưa quý vị,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thủ đô Hà Nội, quê hương của ông, chính là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa văn minh của dân tộc, là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, hào hoa và thanh lịch, văn hiến và anh hùng, như Tổng Bí thư đã từng nhiều lần chia sẻ. Thưa quý vị, lúc này thì đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp về tới nghĩa trang Mai Dịch để chuẩn bị cho lễ an táng. Theo dự kiến thì lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ. Kính thưa quý vị, tính đến nay thì đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể ở trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức trong và ngoài nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200.000 đồng bào đồng chí đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại nhà tang lễ số 5 Quốc gia Trần Thánh Tông, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, gần 500.000 lượt người, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã truy cập để gửi lời chia buồn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa quý vị, cũng trong hai ngày vừa qua thì lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trang trọng tại các đại sứ quán của Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thưa quý vị, trong hai ngày, hôm qua và hôm nay, lãnh đạo Campuchia, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Khun Sudari, Thượng viện Campuchia, Hoàng cung và gần 50 đoàn, các bộ, ban, ngành Campuchia, đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, hội cựu học sinh Campuchia tại Việt Nam, doanh nghiệp, lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Thủ tướng Hun Manet ghi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo đã hy sinh cả cuộc đời mình cho hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, cũng như củng cố mối quan hệ anh em giữa Campuchia và Việt Nam. Samdech Heng Samrin ghi rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn cuộc đời vì độc lập, hòa bình và phát triển của đất nước Việt Nam, là người gắn bó và gần gũi của Campuchia, đã góp phần to lớn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị anh em Campuchia-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sudari ghi sổ tang đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất đã để lại những thành quả vô giá. Hình ảnh của Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong tim những người bạn Campuchia. Tại Bắc Kinh, lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương Trung Quốc, kiều bào, lưu học sinh Việt Nam đang sống, làm việc tại Trung Quốc đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến viếng chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình viết, vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm qua, đến chia buồn và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng cao cấp, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tận tâm phục vụ xuất sắc Việt Nam. Ông đã có những đóng góp lâu dài cho tình hữu nghị Việt Nam và Singapore. Chủ tịch kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 8 năm 1968,
tháng 8. Thưa quý vị, và đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi qua sân vận động Mỹ Đình hướng tới nghĩa trang Mai Dịch để chuẩn bị cho lễ an táng. Và ở đây cũng có rất đông người dân chờ đón tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tín hiệu từ sân vận động Mỹ Đình. Đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi qua khu vực sân vận động Mỹ Đình để tiến về nghĩa trang Mai Dịch. Thank you.
Kính thưa quý vị, lúc này thì đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp về tới nghĩa trang Mai Dịch để chuẩn bị cho lễ an táng. Phóng viên Tiến Anh đang có mặt tại khu vực nghĩa trang Mai Dịch sẽ chuyển tới quý vị tình cảm của người dân đã đến ở đây từ rất sớm để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, có mặt trong giờ phút thiêng liêng này tại nghĩa trang Mai Dịch, bồi hồi, xúc động, niềm tiếc thương khôn nguôi là điều mà tôi đang cảm nhận được lúc này, cũng như trong ánh mắt rưng rưng, đôi tay nắm chặt của các bạn trẻ, đồng bào, bà con, người dân bày tỏ lòng thành kính tiễn biệt người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đoạn đường cuối cùng về nơi an nghỉ. Rất đông người dân từ các tỉnh thành, trong đó có những bà con dân tộc từ vùng sâu, vùng xa đã có mặt ở đây từ sáng sớm. Hành trang có khi chỉ là chai nước, nắm xôi, gói cơm nắm, chiếc bánh mì thôi. Ai cũng mong muốn được đứng bên cạnh và được dõi theo linh cữu của vị Tổng Bí thư kính mến. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi yên nghỉ của các liệt sĩ, các vị lãnh tụ, các nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước, các văn nghệ sĩ nổi tiếng và những người có công lao đóng góp to lớn cho đất nước. Nơi an táng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được đặt trang trọng gần đài Tổ quốc ghi công. Những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng Bí thư đã được các lực lượng, đơn vị thực hiện bằng tình cảm, sự biết ơn và lòng thành kính nhất. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo xuất sắc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Điều mong muốn cao nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Đảng ta phải thực sự trong sạch, vững mạnh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Đó là tài sản, di sản vô cùng to lớn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thank you.
Thưa quý vị, linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được đưa vào khu vực an táng để chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng tiễn biệt ông về với đất mẹ tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Những giây phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp đến. Lễ an táng sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 15 giờ ngày hôm nay. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu cùng gia đình ổn định vị trí,
để lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bắt đầu. Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu. Lực lượng nghi lễ chuyển linh cữu vào vị trí. Hạ huyệt. Đây. Đông. Đông. Hạ. Đi đây. Trân trọng kính mời đại diện gia đình kiểm tra vị trí linh cữu dưới huyệt. Thank you.
trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu và gia đình thả hoa và nắm đất đầu tiên xuống mộ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi thả hoa và đất xong, trân trọng kính mời các đồng chí và gia đình trở về vị trí cũ để tiếp tục thực hiện lễ an táng. Hoàn thành xuất sắc trọng trách lớn lao với Đảng, với đất nước, với nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay gia đình, chia tay người vợ hiền bao năm tần tảo gắn bó, đồng cam cộng khổ với ông, chia tay con cháu, họ hàng, chia tay với đồng chí, đồng bào, với bạn bè, chia tay với chúng ta để về nơi an nghỉ cuối cùng. Người dân cả nước, người dân quê hương, gia đình sẽ mãi tưởng nhớ tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người giản dị, mẫu mực, hết lòng hết sức vì quê hương đất nước, vì Tổ quốc, sau khi vì nhân dân. Và đất xong, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý trở về vị trí cũ để lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục. Thả hoa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống một cuộc đời trọn vẹn với Đảng, với đất nước và với nhân dân. Trái tim người cộng sản chân chính đã ngừng đập, nhưng những điều đẹp đẽ, cao quý mà đồng chí để lại sẽ còn mãi trong trái tim của đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế.
cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vị lãnh đạo có nhiều công lao to lớn đối với sự phát triển của đất nước, của dân tộc, để lại nhiều tình cảm quý mến, sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào. Vĩnh biệt Tổng Bí thư, người con đặc biệt ưu tú của dân tộc Việt Nam. Lớp mộ. Chuyển hoa. Tiêu binh mộ vào vị trí. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban lễ tang và gia đình cùng đồng bào, đồng chí dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Thôi! Xuống xuống! Xuống! Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức lễ Quốc tang lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa đồng bào đồng chí, thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý và đồng bào, đồng chí cả nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và lễ tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đi vòng quanh mộ để tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính mời gia đình đi trước. Đứng chỗ này. Thank you.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thường trú tại nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Quá trình công tác tháng 12 năm 1967, đồng chí làm cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học Tập, nay là tạp chí Cộng sản. Ngày 19 tháng 12 năm 1967, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 8 năm 1968 đến tháng 8 năm 1973, đồng chí là cán bộ biên tập tạp chí Cộng sản, đi thực tế ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, làm bí thư chi đoàn cơ quan tạp chí Cộng sản. Từ tháng 9 năm 1973 đến tháng 4 năm 1976, đồng chí làm nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 5 năm 1976 đến tháng 8 năm 1980, đồng chí làm cán bộ biên tập Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ. Từ tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981, đồng chí học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 7 năm 1983, đồng chí là thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ. Khoa học lịch sử chuyên ngành xây dựng Đảng ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô, trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ tháng 8 năm 1983 đến tháng 8 năm 1987, đồng chí làm phó ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản. Từ tháng 9 năm 1987 đến tháng 2 năm 1989, đồng chí làm trưởng ban xây dựng Đảng, phó bí thư Đảng ủy. Từ tháng 7 năm 1985 đến tháng 12 năm 1988, bí thư Đảng ủy cơ quan tạp chí Cộng sản tháng 12 năm 1988 đến tháng 12 năm 1991.
Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990, đồng chí làm ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 7 năm 1991, đồng chí làm phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1996, đồng chí làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng, tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 2 năm 1998, đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 tháng 12 năm 1997, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000, đồng chí phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 11 năm 2006, đồng chí làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2006. Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001, đồng chí tham gia Thường trực Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006, đồng chí làm Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Từ tháng 5 năm 2002 đến nay, đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011, đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Từ tháng 1 năm 2011 đến nay, đồng chí là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Bí thư Quân ủy Trung ương. Từ tháng 2 năm 2013 đến nay, đồng chí làm trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ tháng 8 năm 2016 đến nay, đồng chí tham gia Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021, đồng chí làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, đồng chí làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế, huân chương vàng quốc gia của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, huân chương hữu nghị của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giải thưởng Lenin, giải thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, huân chương Jose Marti của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba và nhiều danh hiệu cao quý khác. Các chị chúng ta đi chỉnh giá bớt một chút đi. Mời các anh chị cả cả một nhìn vào cái
Thưa quý vị, cả một đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì nước, vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những di sản quý báu cho Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong lòng mỗi người dân đều mang tấm lòng chân quý đối với Tổng Bí thư, trân trọng những điều cao đẹp mà Tổng Bí thư đã trọn đời cống hiến vì nước, vì dân. Dù Tổng Bí thư đã đi xa, nhưng hình ảnh của người đứng đầu Đảng ta vẫn luôn in dấu trong lòng cán bộ đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước cùng với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, đến đây lễ truy điệu và an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xin được kết thúc.